Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Phát lộc đầu năm nhận ngay lì xì may mắn. Tới Shop Hero để nhận ngay lì xì. Chương trình chỉ áp dụng duy nhất từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 đối với tất cả khách hàng mua trực tiếp tại các hệ thống cửa hàng của Shop Hero. Lady and gentlemen, xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình One Million Game Show của chúng tôi. Chương trình gọi là được tài trợ với 1 triệu đô la. Oh my god, trời ơi, xịn sò chứ vậy. Ủa, nghe ông nội ơi, vậy sao quá, tôi mới xem rõ ràng. Đang sáng sớm chơi banh đũa trước nhà tôi, tự nhiên đâu ra ông dịch chữa tôi tới đây chi vậy? Hôm nay tôi đưa Simmy với Sammy tới đây là bởi vì Simmy với Sammy, hãy nhìn đây, đây đằng sau lưng của chúng ta chính là một bức tượng làm bằng vàng 100%, vàng 9 số 9 đó, cực kỳ là quý giá luôn. Và hôm nay nè, mình đã mời Simmy và Sammy đến đây để tham gia cùng với mình cái mini game này các bạn ơi. Bởi vì mình nghe nói là ai mà chiến thắng được cái mini game này là sẽ có ngay 1 triệu đô, tương đương với 24 tỷ Việt Nam. Trời ơi, cái gì 24 tỷ Việt Nam, trời ơi, chứ cái gì mà dữ vậy trời ơi. Đúng, trời ơi, đúng rồi, quá xịn luôn á. Nhưng mà cái này chỉ là trong game thôi, chứ thật ra 24 tỷ đó không có ngoài đời thật đâu nha các bạn, chỉ có trong game. Không trời ơi, trong game cũng được. Ông ơi, tôi đi mua nhà lầu sao ơi, trong Minecraft có gì đâu. Trời ơi, dễ. Tôi nói bà nghe nè, tôi mà chơi game mà được 24 tỷ tôi chơi game suốt đời cũng được, nhưng mà cái này chỉ là tiền trong game thôi, cho nên tôi cũng hơi buồn. Mà không sao, có tiền trong game được. À mà quên nữa các bạn ơi, hôm nay là mình chơi một cái con map á, thì con map này á là đã có rất là nhiều những YouTuber, từ YouTuber nước ngoài đến YouTuber Việt Nam đã từng chơi con map này rồi. Cho nên á là mấy bạn đã từng xem ai đã từng chơi cái map mini game này rồi á, thì mấy bạn cũng đừng có mà nghĩ rằng là mình bắt chước người ta hay là gì nha. Tại vì á cái map này á là người ta đăng đầy ở trên mạng, tải về cái một cái một à, không rất là đơn giản luôn, không có chuyện mà đi bắt chước hay gì á. Trời ơi, tôi thời luôn, mấy cái map trước tôi chơi á có nhiều ông vô kêu tôi là bắt chước người này bắt chước người kia, trong khi cái map này là map miễn phí. À không, cái này không phải miễn phí nha, map này tính tiền nha. Map này tôi mua bằng tiền, bằng tiền của tôi mua trên mạng mà mấy ông kêu tôi bắt chước. Trời ơi là trời, cái này tôi đăng đầy trên mạng, ai muốn mua thì mua chứ mới bắt chước đúng không. Trời ơi, rồi không nói nhiều nữa, bây giờ thì Simmy và Sammy đã sẵn sàng chưa nào? Đây, sẵn sàng. Tôi nhấn nút nè, tôi nhấn nút đây là qua mạng nè, cần tôi nhấn không? Ông nhấn cho tôi okay. Nhấn nút. Wow. Bây giờ game show. Ủa xịn nha, cái gì? Quá trời khán giả luôn. Ủa, rồi mình đang ở đâu đây? Ui, cái ông dẫn chương trình kìa. Trời ơi, xịn nha, xịn nha. Đẹp quá. À ông này đang giới thiệu cái show truyền hình 1 tỷ đô la không á? À ông này tên, ông này tên ông là giới thiệu Mr. Rainbow á mọi người. Ông này tên là Mr. Rainbow á ba. Mr. Rainbow là kiểu gì, quý ông cầu vồng hả? Đúng rồi. Rồi ok bạn ơi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu gọi là tham gia trò mini game của mình nè, để xem coi mình với Sammy và Simmy ai sẽ là người giành được 1 triệu đô đây. Ui. À, cái trò này hình như là mình phải đi giết zombie xung quanh đây. Hình như là thế, ok, để mình đi vòng vòng. Ồ, nhiệm vụ của mình là phải giết 5 con zombie. Ok, ok, 5 con hả? Ui, trời, đây nè, mày hả, zombie nè. Ôi trời, tôi, còn một con nữa, tôi hoàn thành game rồi. Chưa tới một con nữa. Yes, yes, mình được 200.000 đô bạn ơi. Yes, xịn, 200.000 đô, ok. Ôi, chính xác tôi ra. Tôi cần 1 tỷ. Tôi cần kiếm tiền. Tôi cần kiếm tiền. Cục tiền thôi, yes. À, tìm mấy zombie đúng không mọi người? Quá đơn giản. No no. Ui, đây zombie. À, đây mấy zombie. Đây, mày giết hết zombie. Rồi thắng chưa? Hả? Còn mày, còn. Rồi. À, đây. Yeah, 100 triệu rồi. Mày thứ hai là nó bắt mình hình như là mình phải chế đồ. Ok, từ có chế sao? Cái này trên đây. Xong rồi quả táo ở đây và cái này ở đây. Ok rồi, lấy ra. Sau đó bỏ này vào đây và làm cái này hình tròn. Lấy ra. Xong, đúng rồi, đúng không? Đúng không? Đúng rồi nè. Ủa phải không? Đúng rồi nè, tôi xong rồi nè. À, phải đặt lên trên kia. Trời ơi, no, mình đặt sai chỗ rồi. Ôi, ui trời, phải đặt đằng sau lưng mình mà mình đặt sai chỗ bạn ơi. Ờ, chúng ta cần cái này. Ok. Ờ, and táo vàng cái này và cái này. Yes, ok. Tôi sẽ đập cái này đi. Dây con mà. Vòng tròn, ok vòng tròn đây. À đây, ok mọi người. Đó, một cái nè. Một cái, để qua đây. Rồi. Ôi, được chưa? Làm gì cắm xuống hả? À đây. Ui, được chưa? À, gì kỳ vậy? Chứ ta được mình mà xong có tiêu. Ok, thôi màn thứ ba nè. Màn thứ ba là gì đây? Để mình xem coi. Màn thứ ba, à cái này là trò mê cung. À đúng rồi, cái trò này trò mê cung. Trò này mình biết rồi, đi qua đây nè.
Rồi xong đi vào trong cái cục màu cam này đúng không? Yes. Thật sự là đối với một người mà chơi bình tĩnh như mình thì mình thực sự rất là bình tĩnh mọi người. Oh my god. Được rồi nè. Yeah. Great job. Ủa rồi biết rồi. Rồi mê cung mọi người. Màn đầu tiên có thể là hơi quế rồi nha. Rõ ràng là tôi đã tìm được cái, tôi đã chế tạo được rồi mà nó không cho tôi tiền. Thật là bực mình mọi người ơi. Giang xảy rồi. À đây, có thêm 200 triệu. Ủa cái này là gì đây? Cái trò này hình như là phải cưỡi ngựa nhảy qua bên mấy cái này. Ok. Ê, ơi, nhảy quá. Ui, con ngựa này. Ê, con ngựa này nhảy qua bên không được à? Gì vậy? No. Con ngựa này nhảy thấp quá bạn ơi. Ok, qua được rồi. Cố lên Phong ơi. Cố lên, 200.000 đô nữa. Cố lên. Một chút nữa thôi. Oh no, còn có một chút nữa thôi là mình thắng rồi. Cay đó nha. Nhảy ngựa hả? Ờ, hí hà. Ok, hí hà. Ok, hí. À da, hí hà. Ok, ok. No, ok, ok. Ok, ok. Ta-da, trời ơi. Ủa, đua ngựa hả? Ok, tôi thích, không có gì hết. Đây, ngựa ơi, đi với chị. Đây. Ha, đó. Hí hà. Trời ơi, dễ. Con ngựa này giống màu mình vậy. Đây, đua ngựa. Tay, ui, ý, cha. Đó, qua. Đó, một phát qua được. Lên ngựa ơi, nhảy cao là có tiền nha. Chị mua cà rốt cho em ăn nha. Đó, cố lên. Ui, cái này cao nè. Có tiền rồi. Yeah. Rồi, thắng là mấy màn luôn á. Màn tiếp theo là mình sẽ phải bắt cua. Hình như mình phải bắt cua bên cục màu cam này. Chỉ là mình phải nhảy qua đây nè. Sao nhảy qua đây? Nhảy qua đây. Nope. Oh no. Ui, té rồi. Không được. Mình yếu quá. Ok, cố lên. Lại tua nữa rồi. Cái này là mình sẽ nhảy ping pong. Ủa? À, mình phải nhảy liên tục luôn hả? What the hell? Alo. Bạn đang chơi với cái gì vậy? À, sao nhảy được? Water flash. Cái này là như bắt cua mọi người. Không có gì mọi dễ, dễ. Bắt cua thì dễ quá rồi. Trời ơi, cái này tôi tưởng cái gì. Dễ, dễ. Bắt cua thì dễ quá rồi. No. Không được. Đây. Mất tiền đó nha. Trời ơi, mất tiền, mất thợ. Màn tiếp theo là gì đây? Hình như cái này là mình phải chọi mấy con người tuyết. À đúng rồi, chọi chết hết mấy con người tuyết là mình thắng. Ok, cố lên. Con người tuyết đứng im coi. Một con nữa. Yeah. 100.000 đô nữa. Ok. À, trời ơi, tại sao mình lại giết đồng loại của mình chứ? Trời đất ơi, tôi không thích điều này tạo nào. Nhưng mà đây là cuộc thi. Không phải là đem chuyện tình cảm vô đây. Ở quan chu chi hội chem vào đây. Ôi đâu. Nó giết đồng loại của mình mọi người ạ. Còn ai nữa? Ủa? Giết hết rồi mà. Người tuyết chiến đấu. À, mình phải đánh mấy con người tuyết này. Được rồi, không sao. Người tuyết. Đây, nhắm từ từ thôi mọi người. Cái này là trò gì ta? Trò này hình như là mình phải lắp mấy cái đường ray vô. Ok, búp. Yeah, 200.000 đô nữa. Lắp đường ray mọi người ạ. Trời ơi, cái trò lắp gáp này là tủi. Tủi tôi rồi ấy. À, không biết lại chưa mọi người như thế nào. Nhưng mà tôi đang rất là sôi máu luôn mọi người ạ. À rồi, chế tạo. Dễ, cái này là quá dễ đây. Trời ơi, càng làm nhanh mọi người là càng nhiều tiền. Ok, màn tiếp theo là gì đây? Mấy cục kim cương. À, đào kim cương. Màn tiếp theo của mình là đào kim cương. Nên mình sẽ phải đào xong hết đống kim cương này đúng không? Ok, rồi, đào. Cố lên. Yes. Yeah, win. Để tôi, trời ơi. Không, dù tôi không thích kim cương nhưng mà tôi vẫn là nghề đào mỏ, vẫn là nghề của tôi mọi người đó. Cái đào phóng xạ là nghề của tôi. Ok. Sắp xong rồi. Đấy, trời ơi, quá là đơn giản. À, đào này, dễ đây tôi. Kim cương, nhanh lên, đào nhanh là có tiền nha mọi người. Đào nhanh. Ui, có mấy cái, có ba cái. Nhanh. Ui, wow, trời ơi, 100 mà là không có nhanh rồi. Tính ra mấy trò này hồi hộp phết đó bạn ơi. Từ nãy giờ mình chơi có mấy màn thôi, mình hồi hộp quá trời luôn á. Cái này là gì đây? Ồ, nhảy xuống đây hả? Hỏi sống chết queo luôn. À, là cái này là mình phải trượt xuống không được chạm vô mấy cục màu vàng này. À, thì ra như thế. Ok, trượt xuống là không được đụng vô mấy cục màu vàng đúng không? Ok. Hey, chạm vô cục màu đỏ thắng đúng không? Ôi, ơi, trời ơi. Sao mà từ nãy giờ còn có một tí nữa là mình thắng mà mình cứ bị trượt hoài vậy bạn ơi? Mình sẽ trượt xuống hả? Trượt xuống. Ok.
trượt xuống. Ơ này dễ thúi luôn á trời. À mình sẽ trượt mật ong mọi người. Honey drop rơi xuống hả? Rơi xuống hả? Từ từ cái này rơi xuống sao? À trượt xuống đây hả mọi người? À dễ, tôi tưởng cái gì trượt đây luôn. Trượt xuống luôn. Đây, đập cái cục gì màu đỏ đúng không? Đơn giản. Ui. Ui gì vậy? Trời ơi, rớt xuống cây mất mạng luôn mọi người ơi. Đây để tôi. À, à không, đừng đụng cái mấy cái kia. Khổ ghê hả? Ơ à, không có tiền rồi. Cái này là gì đây? À cái này là bắn cung vô mấy cái nút. Ok. Không biết là Simmy với Sammy là từ nãy giờ đã thắng được bao nhiêu màn người ta. Ôi, từ nãy giờ thì mình cũng thắng được một vài màn á, nhưng có mấy màn là mình bị xui quá, mình bị thua á bạn ơi. Mà thua lãng xẹt à, còn một tí nữa là thắng rồi. Trời ơi, tức quá. Ok, bắn vào cái nút. Đấy. One shot, two shot, ok. Three shot, đấy. Four shot, five shot. Ok, six shot, ok ok. Xúc xích đây. Trời ơi, bắn tỉa là nghe của chị. Cùng tên thì lại Sam hơi bị già rồi. Đây, bắn được không? Ôi, trời ơi, một phát ăn luôn. Một phát ăn luôn. Quá đơn giản, mọi người ơi. Ủa, khi sao hôm nay tôi bờ rồi vậy ta? Trời ơi, khả năng gọi là vì tiền mà tôi là bờ rồi luôn hả? Ôi trời ơi. Lên luôn, 100 à, không được 200, nghĩa là không nhanh rồi. Cái gì đây? À, cái này hình như là thi ăn nè. Trời ơi, cái này dễ, cái này dễ. Cái này thi ăn, cái này là... What the hell? Ok bạn ơi, ui mình đội quân điện nè. Ui vậy là mình là được giải nhất nè. Sammy được giải nhì và Simmy được giải ba. Cái gì kỳ vậy Phan? Ủa rõ ràng. Ủa từ từ, ủa tôi giải nhì á? Gì kỳ vậy? Ủa tôi nhất là nhì. Trời ơi bạn ơi, vậy là Phong là được giải nhất nè. Sim gì Sam được giải nhì nè. Và Sim được giải ba. Ủa Sim từ nãy không giải được nào Sim. Ủa trời ơi. Ê hai tụi mình là một cặp đôi nhiều tiền không ơi. Cặp đôi chịu đâu rồi bạn ơi. Ôi tôi đi chết rồi. Mình tỉnh xem. Mình tỉnh trời ơi. Để tôi đập mặt vô rồi là cái cúc tôi ngõ luôn đây. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn biết không, hồi nãy á có nhiều cái màn á mà mình kiểu như là mình gần chiến thắng rồi, xong cuối cùng mà mình lại thua, mình cay thật luôn á bạn. Thua vậy. Ok. Ê, thôi không sao. Em không ơi, có nghĩa là tôi với ông đều được 1 triệu đô kìa, xin được 800 mà. Trời ơi tội vậy. Thôi được rồi, coi như là Simmy cũng thấy Simmy cũng khá là buồn, cho nên là Phong với Sam quyết định là sẽ cho Simmy thêm một cơ hội nữa. Nếu lần này mà Simmy không thắng được nữa thì á là tại Sim nha Sim. Ủa nha, cái này là do số trời đã định em hiểu không? Cái đó là số trời chứ mà do chị với Phong nói nha. Ok. Số trời đã định. Rồi. Vô nào, bây giờ bắt đầu nha. Rồi. Thêm một lần nữa nha, để xem lần này ai sẽ người giành chiến thắng đây. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu trò chơi nào bạn ơi. Màn 1 của mình là gì đây? Ồ, đừng có nói là màn 1 của tôi là tôi phải đánh nhau với mấy con Enderman này nha. Ủa, gì vậy? À, hiểu rồi, là mình phải nhìn vô mắt mấy con Enderman để cho nó chạy lại gần mình. Chỉ cần mà nó chết hết là mình sẽ thắng. Chạy đây mày. Ồ, yeah, quá đúng luôn, mình thật thông minh đó bạn ơi. Là mình quánh hả? Ủa, là sao? Enderman. Ủa là sao? Không hiểu. Không hiểu thật. À đập mấy Enderman nè. Ủa từ. À không được nhìn bọn này á. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? À gì vậy? Ủa này làm gì mọi người? Chịu. Tự nhiên trong giờ này nhìn xong rồi không biết làm gì hết luôn á. Ok, màn thứ hai của mình là gì đây? Hình như là mình phải hái hoa. Trời ơi cái gì mà một có vài phút mà hái hết đống hoa này, làm sao mà hái kịp? Nghĩ sao vậy? Ủa kịp luôn hả? Ui kìa. Five of flower different. À thì bông hoa khác biệt. Trời ơi là trời. À gặt hoa. Trời ơi gặt hoa thì dễ. Đây tôi gặt hoa. Gặt hoa hết luôn hả? Hay là gặt đủ hoa là xong nhỉ? Đây. Ui à, cái gì vậy mọi người? Sao tôi không có gì hết trơn vậy? Không hiểu gì hết. Ok màn 3 của mình là gì đây? Hình như là màn 3 này là mình phải đi ở trên mấy cái hoa màu xanh này nè, để mình né mấy cái hoa màu đen ra và mình đi đến đích. Ôi trời. Oh no, đi hồi bị chạm trúng rồi bạn ơi. Cố lên trước mặt. Yes, 100.000 đô nữa. Coi bộ lần này mình lại thắng nữa hả bạn ơi. Bông hoa xanh là bông hoa thơm, bông hoa kia là bông hoa thúi rùng. Rồi ok, có thể thúi rùng như vậy được. Yeah, hay quá, ok. À, biết rồi, đi theo đường hoa là mọi người ơi, cẩn thận thua. Đây, tôi. Đụng mấy cái hoa này là chết luôn mọi người ơi. Nhẹ nhàng. Ui trời ơi, ai đẩy tôi vậy? Hay là cho tôi ta. Từ. Ui cẩn thận mọi người ơi, nhanh lên, không có mất tiền. Tôi không có mất tiền đâu. Ai ơi xui vậy, nhận ra cái cúp này xong xui thấy bà luôn á mọi người ơi, buồn quá. Màn này là mình sẽ đừng
nó là đánh nhau với con này nha. À, mình sẽ đánh nó xong cho bọn nó đánh mình hất tung mình lên và mình sẽ văng lên trên đây. Mình phải lên mình phải lên trên cao nhất có thể. Ok hiểu rồi. À, đánh con này nè, xong đánh con này cho nó hất mình lên. Ôi, ơi, đây này hất lên đây. Yes. Wow. Trời ơi đúng luôn các bạn ơi, mình quá thông minh. Ok. À, tôi hiểu rồi. Wow, wow. Đánh em đi. Woo. Đánh tôi đi. Wow. Đánh tôi đi. Wow. Ôi da. Trời ơi, quánh mạnh quá nhanh trai. Woo. Ok ok, quánh tôi đi. Wow. Mạnh quá. Đừng. Ông chơi. Ông nó đeo tôi ra bóng bạc rồi mọi người. Ok, hay quá. Đúng mấy golem để cho nó đẩy mình lên, hiểu rồi. Đây, hiểu rồi. Golem ơi, đẩy tớ đi. Rồi được. Rồi golem ơi, đẩy tôi. Ui. Trời ơi, golem ơi, đẩy tôi lại. À, đừng có đẩy tôi xuống. Trời ơi, mấy golem đây. Ui, được. Ở đây này. Golem, đẩy tôi lại. Được. Ông mẹ mẹ nè, quá. Bạn tiếp theo là gì đây? Ủa cái này là cái gì? Đừng có nói này là đào Deathstone nha. À, là mình phải tìm ra cái cục mà đào được để mình đào qua. Ok, cục này. Cục này đào được. Cục này đúng không? Ok, cục này qua được. What? Yes. 100.000 đô nữa. À, đây Deathstone giảm ạ. Ồ. Sẽ rớt nữa. Em thấy tôi cảm giác tôi không trúng được miếng nào vậy mọi người. Quá trời luôn mọi người ơi. Gì đây? Tìm Deathstone nữa. À đây. Rồi ok. Ôi dồi ôi, 100 đầu tiên trong cuộc đời tôi buồn quá mọi người ơi. À tôi biết cái này là gì nè. Cái này chắc chắn là chặt gỗ nè. Nhìn thấy là tôi biết rồi. Ok, chặt cục gỗ này. Chặt ra. Ok, rồi tiếp theo nữa là mình phải lấy cái kéo để mình cắt lá đúng không? Trời, cái này dễ ẹc. Cái này tôi biết cái nè. Cứ nhìn thôi, tôi biết cái trò này chơi sao luôn rồi á. Thôi, tôi thắng chắc. Ok, cục gỗ cuối cùng. Yeah, 100.000 đô nữa. Rồi, chặt cây đúng không? Chặt cây, ok. Cô tự lại làm gì sai nữa, mọi người tôi sợ lắm luôn á. Chặt cây, được tiền. Yeah, được tiền, let's go. Chặt cây là cũng là nghiệp của Sam nha mọi người. Tôi hay đi chặt cây trồng rừng lắm mọi người. Nói mấy cái nghề này cũng đơn giản, không có gì hết. Ui. Wow, trời ơi, xịn quá, may quá, vẫn còn hy vọng. Rồi, màn tiếp theo là gì đây ta? Ủa cái này hình như là bắt cua đúng không? Ồ, trời, cái này khó nha. Tôi đâu có giỏi bắt cua đâu. Cố lên. Ok, rồi qua đây nè. Hey, ok. Nhảy qua đây. Tưng. Ok. Cố lên. Thắng thêm màn này nữa, nhất định phải thắng thêm màn này nữa. Hey. Trời ơi. Gần quá tới nơi rồi mà vẫn té là sao trời? Ấy, ui. Ok, qua được rồi. Hey. Hey. Mày quá rồi. Yeah. Quá đơn giản. Jump ở đây. Jump. Ok. Ok, cuốn này nhảy lại hả? Jump. No. Là sao? Từ. Không được. Thua hại dạ. Nhảy lên. Rồi, lên. Nó có chỉ từng cái luôn mọi người. Rất đơn giản luôn. Nhảy qua đây. Đó. Cái gì kỳ vậy trời ơi. Sao ơi. Mày. Lên. Ok. Rồi. Tiếng rồi. Đây, mình đã cho Simmy một cơ hội rồi. Mà lần này mà Simmy mà không thắng được nữa là cái này là tại Simmy nha bạn nha. Ok, nhảy qua đây nè. Sau đó là quăng bay bên kia đúng không? Qua được rồi nè. Sau đó là mình sẽ quăng bay bên kia. Hey. Bụp. Ok, rồi sau đó bay qua cục màu đỏ bên đây. Boom, yeah, quá đơn giản, lại win tiếp rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ nhảy qua. Đây. Woo, yeah, có tiền thêm quá. Rồi là cái trò này mọi người, trò này tôi ui, rớt vậy, vô duyên rớt vậy. Màn tiếp theo là gì đây? Cái này là gì nhờ? Từ nãy giờ là mình thắng khá là nhiều rồi đó. À, cái này hình như là bắt cua. Từ nãy giờ mình thắng khá là nhiều rồi đó. Mình nghĩ rằng là mình là người giành chiến thắng tiếp rồi các bạn ơi. Sim với Sa mà là không thắng qua vượt qua mình được rồi. Mình top 1 chắc rồi các bạn ạ. Trời đất ơi, trong tất cả các trò tôi không có thích bắt cua nhất rồi mọi người. Ừ, đó là cái trò điểm yếu nhất của tôi luôn á trời. Đó, thấy chưa. Trời là trời. Quê trời. Ô, mình vẫn được tiền nè. Wow. Trời ơi, Sam kỳ quá Sam ơi. Với tiền không à, kiểu này là tiền. À, cái này hình như là mình đập chuông cho mấy con dân làng nó vô trong nhà thì phải. Ủa, đúng luôn nè. Ơi, tôi đập cái chuông cho mấy con dân làng nó chạy vô nhà đúng luôn nè mọi người. Thế là tôi win luôn rồi nè. Đi ngủ, chết ra, tôi đi ngủ trước. No, không. Ủa là sao?
Rồi, tiếp theo của chúng ta là thắp lửa đúng không? Nên là mình đốt lửa cho mấy cái này nó cháy lên đúng không? Trời trời trời, cái này tôi nhìn cái là tôi biết liền. Tôi thôi chắc là Simmy không biết mấy cái trò này, chứ tôi nhìn cái là tôi biết mấy trò này chơi sao liền. Trời ơi, đơn giản. Ok, sắp sáng ước mơ, sắp sáng ước mơ, sắp sáng ước mơ. Ok, ok, ok. Tôi sẽ thắp sáng hết tất cả các ước mơ của các bạn. Đấy, đợi với chúng tôi, gia đình gấu con. Mày đến. Đấy, hợp lý liền. Nhanh, đây, rồi cháy, tôi không quan tâm tôi cháy cỡ nào. Bây giờ tôi chỉ cần thắng thôi là tôi ok rồi. Nhanh. Rồi, thắng chưa? Ủa, còn chỗ nào nữa? À đây, đây. Trời ơi, nó chơi vũ kìa. Rồi, trò tiếp theo. Ai, trời ơi, lại dễ nữa rồi. Cái này là chắc chắn là mình sẽ bón lúa cho mấy cây này nó lớn nhanh nữa bạn. Đó, mình bón cho nó lớn nhanh lên nè. Đấy, xong đầu mình sẽ hái vào nó rồi mình trồng lúa khác vô. Là coi như là mình giành chiến thắng. Trời. Quá đơn giản. Ui, không cần trồng lúa lại bạn ơi, vậy là win luôn nè. Ủa ai? Rồi xong. Ok, màn tiếp theo của mình sẽ là... Ủa này là gì? Này là mình sẽ lặn xuống đây hả? Hình như là lặn xuống đây. Ui, chết, cái nước kia đẩy mình xuống rồi. À, mình vô trong cái tấm màu trắng kia là mình thắng đúng không? Lặn xuống. Yes. Quá đơn giản. Ui, mình thắng luôn rồi nè. Để coi ai sẽ là người giành top 1 đây. Người nào sẽ là người giành chiến thắng đây? Và người chiến thắng đó chính là Không Cần TV. Từ nãy đến giờ tôi thấy bạn cái gì mà tôi đổi lần hai cấp là gì? Ủa mà sơ sim chưa có cấp nào vậy sim? Trời ơi, quay quá bạn cất tôi gà, nhưng mà tôi có cấp rồi. Ông ơi, bây giờ ông mà cứ chơi tiếp nha là cái cấp là đùi dài hơi người ông lúa không là không nào, là thần cấp luôn á. Khi nào tôi nói cái đầu tôi toàn cấp luôn. Để tôi nhục nhã nữa, tôi quá nhục rồi. Tôi vô 3 trận đầu thua 3 trận liên tục, không làm gì hết trơn á. Ok bạn ơi, mấy bạn thấy mình thông minh không? Vừa vô mình chỉ cần nhìn thôi là mình biết cái trò đó chơi sao luôn. Mình nghĩ là chắc là do Simmy vô, Simmy không biết trò chơi sao cho nên là Simmy thua rồi. Vậy là coi như là trong tập này mình và Sammy vẫn tiếp tục là cặp đôi hoàn hảo. Bọn mình đó là người giành chiến thắng. Còn Simmy thì mini game nào Simmy cũng thua hết trơn á. À mà quên nữa bạn ơi, bởi vì là trong thời gian vừa rồi mình và Simmy và Sammy chơi game với nhau khá là nhiều. Và bọn mình cũng gọi là sống chung một nhà với nhau á bạn. Cho nên là có rất là nhiều bạn gọi là muốn bọn mình tạo ra một cái team có tên là bộ ba gì đó. Cho nên là bọn mình đang rất là suy nghĩ, không biết bọn mình đã đặt tên là bộ ba gì. Tôi nghĩ đặt bộ ba trẻ trâu. Bộ ba trẻ trâu hả? Tôi không có trẻ trâu nha. Mấy bạn hãy cho mình một cái tên ở bên dưới nha, và mình sẽ chọn cái tên hay nhất để đặt cho bộ ba của bọn mình nha. Không, Sim, bây giờ em đặt là bộ ba trẻ trâu, còn chị đặt là bộ ba không trẻ trâu đó. Trời, okay. Đổi đầu luôn, coi cái tên hay không. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share, và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy vào bên kênh YouTube của mèo Simmy, Sammy và tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.